Chúng ta sẽ bài luyện tập trang 116. Bài số 1 đặt tính thì tính. Hai nhân 4 bằng 8 viết 8. Hai nhân 2 bằng 4 viết 4. Hai nhân 3 bằng 6 viết 6. Hai nhân 1 bằng 2 viết 2. Bốn nhân 9 bằng 36 viết 6 nhớ 3. Bốn nhân 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. Bốn nhân 7 bằng 28 viết 8 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 là 6, viết 6. B. 2308 nhân 3. 3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 nhân 0 bằng 0, thêm 2 bằng 2, viết 2. 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 1206 nhân 5. 5 nhân 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3. 2 nhân 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Bài 2. An mua 3 cái bút. Mỗi cái bút giá 2.500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8.000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền? Muốn biết cô bán hàng phải trả lại An bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ lấy số tiền mà An đưa cho cô bán hàng là 8.000 trừ đi số tiền mua 3 cái bút. Vậy chúng ta chưa biết là mua 3 cái bút là bao nhiêu, chỉ biết mỗi cái bút là giá bằng này. Như vậy chúng ta sẽ phải tìm xem 3 cái bút là giá là bao nhiêu. Sau đó ta mới tìm được là phải trả lại bao nhiêu. Trước tiên chúng ta sẽ tìm số tiền mua 3 cái bút sẽ là. Mua 3 cái hết, cái bút hết số tiền là. Một cái thì là mất 2.500. Vậy 3 cái ta sẽ nhân với 3. Ba nhân 0 bằng 0, 3 nhân 0 bằng 0. 3 nhân 5 bằng 15, với 5 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6, thêm 1 bằng 7. 7. Đơn vị là đồng. Tiếp theo, An đưa cho cô bán hàng 8.000, vậy cô phải trả lại bao nhiêu? Cô bán hàng phải trả lại là 7. Là số tiền An đưa cho, trừ đi số tiền phải mua 3 cái bút là 7.500. Không trừ 0 bằng 0. Không trừ 0 bằng 0. Không không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, với 5 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Bằng 500. Bài 3.
đây x là số bị chia, 3 là số chia, 1527 là thương. Muốn tìm số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân số chia. Thương là 1527, nhân số chia là 3. Ba nhân 7 bằng 21 viết 1 nhớ 2. Ba nhân 2 bằng 6 thêm 2 bằng 8 viết 8. Ba nhân 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1. Ba nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4. 4.581. Thì B này x cũng là thành phần số bị chia, nên sẽ bằng thương nhân với số chia. Thương là 1823 nhân số chia là 4. Bốn nhân ba bằng 12 viết 2 nhớ 1. Bốn nhân 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9 viết 9. Bốn nhân 8 bằng 32 viết 2 nhớ 3. Bốn nhân 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. 7.292. Bài 4. Viết số thích hợp nào vào mỗi chỗ chấm? A. Có ô vuông đã tô màu trong hình. Vậy là có bao nhiêu ô vuông đã tô màu trong hình? Ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là có 7. Vậy ta điền số 7 vào đây. Điền số 7. Tô màu thêm bao nhiêu ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông? Vậy là có 7 rồi. Vậy ta sẽ tô thêm 2 ô này nữa. Thì nó sẽ thành 7 cộng 2 là 9, đúng không? Ta phải thêm tô thêm 2 ô, vậy ta điền số 2 vào đây. Ý B. Có bao nhiêu ô vuông đã tô màu trong hình? Chúng ta cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta điền số 8. Có 8 ô vuông đã tô màu. Tô màu thêm bao nhiêu ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông? Thế 8 cộng 4 sẽ bằng 12. Vậy ta sẽ phải tô thêm 4 ô vuông nữa, và chính là 4 ô này. Thì nó thành một hình chữ nhật có 12 ô vuông. Vậy ta sẽ điền ở đây là tô thêm 4 ô vuông. Vậy ta điền số 4.